Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với bài học tiếp theo trong phần lập trình hướng đối tượng. Trong bài học này, tôi sẽ giới thiệu đến các bạn nội dung lập trình hướng đối tượng trong ngôn ngữ lập trình Java. Bài học này sẽ giúp các bạn, thứ nhất là tiếp cận Java theo hướng lập trình hướng đối tượng. Tiếp theo là các bạn biết được một số khái niệm cơ bản về hướng đối tượng mà chúng đã được thể hiện trong cấu trúc của ngôn ngữ lập trình Java. Các bạn chú ý phân biệt lập trình hướng đối tượng không phải là một ngôn ngữ lập trình mà là một lý thuyết về mô hình lập trình. Java là một ngôn ngữ lập trình tuân thủ theo mô hình lập trình đó. Đây là toàn bộ cấu trúc của bài học về lập trình hướng đối tượng trong Java. Bài học này gồm 7 phần chính. Chúng ta sẽ nghiên cứu phần thứ nhất, đó là Class Definition. Tức là thế nào là một Class, Object là gì và cách tạo ra một Object trong Java. Các định nghĩa về Constructor, Multi-Constructor và Destructor. Chúng ta sẽ học về khái niệm về Class Modifier, rồi Field Modifier là gì, thế nào là một Static Modifier và Methods Modifier. Còn nội dung cuối cùng là khái niệm về Implementation và Interface trong Java. Ngoài các nội dung nghiên cứu như trên, các bạn cần làm các bài tập thực hành, bài kiểm tra kết thúc và nghiên cứu các tài liệu tham khảo nếu có. Trong phần này chúng ta tìm hiểu về Class và Object. Đầu tiên chúng ta sẽ định nghĩa về một Class. Như chúng ta đã thấy, thì trong tự nhiên mọi sự vật đều có thuộc tính và những hành động nhất định của nó. Ví dụ, con người có thuộc tính như họ tên, đặc điểm chiều cao, cân nặng và các hành động như đi đứng, ăn nói. Như vậy, class định nghĩa như sau. Class là một tập hợp các thuộc tính, hay còn gọi là attributes, và các hành động, hay còn gọi là các phương thức, methods. Tiếp theo đến khái niệm về object, thì object là một trường hợp cụ thể của một class, tức là chúng có các thuộc tính cụ thể và hành động cụ thể được dẫn xuất từ một class. Chúng ta sẽ ví dụ như sau. Chúng ta có một class có tên là student, có các thuộc tính như họ tên và các cái thẻ số thẻ sinh viên. Khi ta dẫn xuất class này với một học sinh có tên là Nguyễn Văn A với số thẻ sinh viên là 001, thì sinh viên Nguyễn Văn A trở thành một object cụ thể của một class student. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách thức khởi tạo một class và cách tạo một object. Như ví dụ các bạn đang theo dõi thì chúng ta cài đặt một class có tên là student bao gồm có hai thuộc tính name và roll number, có bốn phương thức set get tương ứng cho hai thuộc tính đó. Xem trong hàm main, dòng đầu tiên chúng ta khai báo student bằng new student. Cú pháp này chính là cách thức để chúng ta khởi tạo một class. Để tạo một object, chúng ta sẽ thiết lập hai giá trị cho hai thuộc tính, set name bằng role và set role number bằng R001. Như vậy, khởi tạo một class student được thiết lập giá trị và giá trị student này trở thành một object. Nội dung tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về constructor. Khi muốn khởi tạo một class, cơ chế nào hay còn gọi là hình thức nào để khởi tạo chúng? Trong Java có khái niệm được gọi là constructor. Chính constructor này sẽ dùng để khởi tạo một class. Chúng ta có thể tạo nhiều constructor trong cùng một class, không hạn chế về số lượng constructor. Nếu trong một class không có constructor nào được tạo ra, thì chương trình dịch sẽ tự động tạo ra một constructor có cấu trúc là tên class. Xét trong ví dụ này, chúng ta sẽ có một class với tên là constructor demo, bao gồm hai constructor 1 và 2. Ở trong hàm main, chúng ta sẽ sử dụng hai constructor này để khởi tạo hai class có tên là D và E, tương ứng hai constructor trên. Như vậy, tổng quan constructor trong class là để khởi tạo một class. Trong một class có thể khai báo nhiều constructor, tuy nhiên chúng không được trùng lặp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết chúng ta sử dụng constructor để khởi tạo một class. Vậy ngược lại, khi chúng ta muốn hủy một class thì chúng ta cần phải làm gì? Ở trong Java đã cung cấp một phương thức có tên là finalize. Phương thức này sẽ được gọi khi chúng ta muốn hủy một đối tượng. Chúng ta sẽ không có quyền kiểm soát khi đối tượng này được hủy. Nếu chúng ta không tác động thì việc hủy đối tượng sẽ là diễn ra một cách tự động do máy ảo Java Virtual Machine quản lý. Như trong hàm main của ví dụ này, nếu chúng ta muốn hủy một đối tượng có tên là constructor 1, chúng ta sẽ sử dụng phương thức constructor 1.finalize. Tiếp theo, trong phần này chúng ta sẽ cùng nghiên cứu về public modifier. Thì trong Java, khi chúng ta khai báo một class, chúng ta thường thấy xuất hiện các từ khóa là public. Nếu trong một class có từ khóa này thì điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là tất cả các class khác ở ngoài bucket đều có thể thấy được class này. Từ khóa public này thường được hiểu như là một class modifier. Sau từ khóa public là tên một class, tên class bắt buộc phải trùng với tên file. Ví dụ, chúng ta có một class là hello thì tên file tương ứng phải là hello.java. Nếu một class không có modifier thì mặc định class đó được hiểu như là một bucket private, có nghĩa là
Class này chỉ được các class khác nhìn thấy trong cùng một package. Trong hình vẽ chúng ta xét hai ví dụ. Ví dụ thứ nhất là trên hai cái package khác nhau, chúng ta có hai package, package 1 và package 2. Ở package 1 chúng ta khai báo hai class là class 1 và class 2. Với class 1 là có chứa từ khóa public, class 2 chúng ta không có từ khóa public. Ở package 2 chúng ta khai báo một class là Azure. Thì chúng ta thấy trong class Azure thì chỉ được truy xuất vào class 1, còn class 2 thì class Azure không được truy xuất. Ví dụ thứ hai là trên cùng một package chúng ta có ba class là class 1 và class 2, class 3 class Azure, class 1 có từ khóa public, class 2 không chứa từ khóa public và class Azure nằm trên cùng một package là package 1. Như vậy class Azure đều có thể truy xuất đến class 1 và class 2. Trong phần này chúng ta cùng tìm hiểu về một khái niệm có tên là field. Field trong Java được định nghĩa như sau. Field là một biến nằm trong một class. Biến có thể là một biến nguyên thủy, còn gọi là primitives, bao gồm số nguyên, số thực, ký tự và chuỗi, hoặc là các reference file, gọi là biến kiểu object. Chúng ta xét một ví dụ dưới đây. Với một class có tên là employee, có chứa các biến là name, address, department nằm trong một class employee. Các biến này được gọi là các field. Trong đó thì biến name và address có kiểu là nguyên thủy primitive, biến department là một kiểu reference được dẫn xuất từ object department. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về field modifier. Thì field modifier là khái niệm chỉ để dùng để xác định quyền truy cập đến các field. Như trong bảng các bạn đang theo dõi, bảng này mô tả cái quyền cho phép truy cập có 4 phạm vi như sau. Phạm vi thứ nhất là trong cùng một class, phạm vi thứ hai là trong cùng một bucket, và phạm vi thứ ba là trong một lớp con được kế thừa hay gọi là subclass, và cuối cùng là trong các bucket khác nhau hay còn gọi chung là UR. Thì như hình vẽ các bạn thấy là Y là cho phép truy cập, còn X là không cho phép truy cập, tương ứng với các từ khóa public, protect, no modifier tức là để default, cuối cùng là private. Với public thì chúng ta có thể được cho phép truy xuất từ tất cả các phạm vi, cho đến private thì chúng ta sẽ chỉ được cho phép truy xuất trên phạm vi class, vân vân. Sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về static field. Static field hay còn gọi là biến tĩnh. Để xét về bản chất của biến tĩnh, chúng ta sẽ xem ví dụ minh họa trong hình vẽ. Ở đây chúng ta sử dụng hai class, class A và class B. Trong class A, chúng ta sẽ khai báo một biến instant field mode. Chúng ta sẽ khai báo một biến kiểu instant field mode. Class B, chúng ta khai báo một kiểu biến static field 2. Khi chúng ta tạo các class P1, P2, P3 từ class A thì lần lượt các field 1 sẽ được tạo ra tương ứng cho các class P1, P2 và P3. Các bạn hình dung chúng như một bản copy cho các đối tượng. Nếu chúng ta thay đổi một trong các biến của class P1, P2 và P3 thì các biến khác không bị ảnh hưởng. Trong khi đó, nếu chúng ta tạo ra các đối tượng T1, T2, T3 từ class B thì field 2 sẽ không cần tạo ra cho các class T1, T2 và T3 nữa, mà các biến tương ứng trong class này sẽ tham chiếu tới biến field 2 của lớp gốc, tức là class B. Nếu chúng ta thay đổi giá trị một trong các giá trị field 2 thì giá trị trong các class T1, T2, T3 cũng thay đổi theo, vì bản chất chúng sử dụng chung một giá trị. Câu hỏi đặt ra là khi nào thì chúng ta sử dụng static. Như các bạn đã thấy, biến tĩnh thường là các biến dùng chung. Như vậy trong các bài toán, các giá trị mà biến và các hàm được dùng chung, chúng ta nên sử dụng static. Phần trước thì chúng ta đã tìm hiểu về static field. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về final field. Khi một field được khai báo là final thì bắt buộc field này phải có một giá trị được thiết lập ngay từ đầu. Giá trị này sẽ không thể thay đổi nếu bạn cố gắng thay đổi cái giá trị của nó. Trong trường hợp nào đó thì nó được dùng như một hàng số hay gọi là constant. Để tìm hiểu rõ hơn về final field, chúng ta sẽ xét ví dụ như sau. Chúng ta có một class là person. Class person với hai thuộc tính tên và tuổi. Ở phần này biến tuổi chúng ta sẽ gán là final và có giá trị bằng 30. Như chúng ta thấy ở trong phương thức final demo, với biến tên biến là name thì chúng ta gán lại giá trị được, nhưng với biến tuổi thì chúng ta không thể gán được. Tương tự như là field modifier, method modifier thì có 4 thành phần chính để chúng ta xác định cái quyền truy xuất vào một phương thức, thì bao gồm có các từ khóa như public, protected, no modifier. No modifier nghĩa là chúng ta không khai báo các từ khóa ở trước phương thức. Và cuối cùng là private. Thì thông thường chúng ta có 4 phạm vi để cho truy xuất vào một phương thức của một class. Phạm vi thứ nhất là các phương thức cùng một class. Phạm vi thứ hai là các phương thức trên cùng một package.
Phạm vi thứ ba là các class con, tức là các class kế thừa từ class cha. Và cuối cùng đó là phạm vi ngoài package, tức là các phương thức nằm trong class không cùng một package. Thì như các bạn đã thấy bảng ở trên mô tả về các quyền truy xuất theo methods modifier. Phần đánh dấu y thể hiện là cho phép truy xuất, phần đánh dấu x thì là không cho phép truy xuất. Như vậy chúng ta thấy public có quyền cao nhất, và với tất cả method khi mà sử dụng modifier là public thì cho phép các phạm vi đều được truy xuất vào method với modifier này. Với protected các phạm vi đều được truy xuất trừ trường hợp chúng không cùng một package. Với no modifier, tức là khi chúng ta không khai báo từ khóa modifier trước methods thì trong cùng một class hoặc cùng package thì sẽ cho phép được truy xuất tới. Với private, private thì chỉ cho phép truy xuất trong cùng một class. Như vậy qua đó giúp các bạn hiểu rõ hơn về các cái method modifier và các quyền truy xuất liên quan. Tiếp tục phần này thì tôi và các bạn cùng tìm hiểu về static trong method. Khi khai báo một method là một static thì khi chúng ta gọi phương thức này thông qua class thì chúng ta không cần phải khởi tạo class đó. Chúng ta cùng xem xét cái ví dụ như trong bài giảng. Có hai class được cài đặt. Class thứ nhất thì có tên là vehicle, có phương thức run được mô tả là một static method. Với class 2 có tên là Maruti thì sử dụng phương thức có tên là test vehicle class để triệu gọi phương thức run thông qua class là vehicle. Như chúng ta đã thấy, method test vehicle class không cần khởi tạo class vehicle, mà việc gọi đến phương thức run thì chúng ta chỉ việc dùng thẳng class vehicle.run. Các bạn có thể xem dòng 22. Như vậy khi một class có chứa method là final thì việc triệu gọi tới phương thức này chúng ta không cần phải khởi tạo class mà chứa nó. Hơn nữa, với từ khóa final thì khi một class con kế thừa một class cha có chứa method final thì class con không thể thay đổi được cái method final của class cha. Xin chào các bạn. Trong bài học này thì chúng ta cùng tìm hiểu về final methods. Các phương thức được khai báo với từ khóa final thì các phương thức này sẽ không thể thay đổi bởi một lớp con, hay còn gọi là lớp kế thừa. Hay nói cách khác thì không thể sử dụng được thuộc tính override trong lớp con khi phương thức của lớp cha được khai báo với từ khóa final. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này thì chúng ta cùng phân tích ví dụ như các bạn đang theo dõi trong bài giảng. Có hai class được cài đặt. Class thứ nhất có tên gọi là shape class với một final method có tên là setShape. Class thứ hai thì có tên là cycle, được kế thừa từ class shape class. Như chúng ta thấy, phương thức setShape sẽ không được ghi đè, hay còn gọi là không được override trong class cycle. Phương thức setShape không được ghi đè là do chúng đã được sử dụng method là final. Qua ví dụ này, hy vọng các bạn hiểu được ý nghĩa của final để sau này khi thiết kế chương trình thì chúng ta sẽ sử dụng được một cách tốt hơn. Trong phần này, tôi sẽ giới thiệu tới các bạn một khái niệm có tên là interface. Thì trong ngôn ngữ Java đề cập tới khái niệm về một giao diện thì người ta gọi là interface. Nó đơn giản là một tập hợp các methods và các từ khóa public cũng như tập hợp các phần tử dữ liệu không thay đổi, hay ta thường gọi là static final. Các phương thức trong interface chỉ là khai báo định danh, chúng không cài đặt chi tiết, hay còn gọi là các methods không thực thi dữ liệu. Thế thì đặc điểm của interface là gì? Một class mà kế thừa một interface đó thì nó phải thực thi tất cả các methods có trong interface mà nó đã được kế thừa. Những methods trong interface đã được ngầm khai báo là public rồi, do vậy chúng ta không cần phải khai báo public nữa. Như ví dụ ở trong bài, chúng ta có hai interface, đó là interface A và interface B. Interface A là tập hợp của các phương thức là do s number và get name với cùng với một kiểu dữ liệu không thay đổi, đó là final string name có giá trị là hello. Trong interface B thì chúng ta có phương thức là do sum xyz, tính tổng của ba số xyz. Như các bạn thấy thì trong cả hai interface các methods đều là định danh, nó chỉ là một khai báo chứ không có hàm thực thi bên trong. Và đối với biến là biến name thì bắt buộc chúng ta phải khai báo là final và phải khởi tạo giá trị là hello world. Như vậy thì tổng kết lại, interface đơn giản chỉ là một tập hợp các methods với từ khóa là public và các phần tử dữ liệu không thay đổi, hay ta thường gọi là final. Như phần trước thì chúng ta đã tìm hiểu về interface. Một interface bao gồm các method khai báo mà không cài đặt, hay còn gọi là các method không thực thi. Các method trong interface muốn thực thi phải thông qua một lớp thực thi riêng, hay còn gọi là implement. Vậy implement là gì? Implement là một lớp có thể thực thi một interface. Đặc điểm của implement là gì? Một implement phải được cài đặt cho tất cả các phương thức trong interface. Một implement có thể thực thi được nhiều interface. Điều này nó thể hiện cái tính đa kế thừa trong implement. Như ví dụ trong bài giảng, chúng ta có hai interface được cài đặt, đó là interface A và interface B.
một implement A thực thi đồng thời hai interface A và B thông qua từ khóa là implement. Vì implement A thực thi cả hai interface, do vậy implement A cần phải cài đặt hay gọi là thực thi tất cả các phương thức của cả interface A và B. Trong ví dụ này thì interface A có hai methods, đó là DOS number và get name. Thì trong implement A chúng ta cũng cần phải thực thi hai methods trong interface, đó là get number chúng ta trả về một chuỗi hello và DOS number chúng ta trả về tổng A cộng B. Trong interface B có một phương thức là doSumXYZ, trong đó là tính tổng ba số XYZ. Thì trong implement A chúng ta cũng phải cài đặt phương thức này, chúng ta trả về tổng giá trị return X cộng Y cộng Z. Tiếp theo trong phần này thì chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm package trong Java. Package trong Java được hiểu nó như là một không gian tên để tổ chức một tập hợp các class và interface. Thì các bạn có thể hình dung các package tương tự như là các thư mục trên máy tính mà nó chứa các cái file dữ liệu. Xét trong ví dụ như trong bài giảng thì chúng ta có một package với tên là Java Basic. Package Java Basic này sẽ chứa file là Hello World. Trong thực tế thì khi chúng ta thiết kế một chương trình hay thiết kế một cái dự án thì thường thường các class không chỉ nằm chung trên một package mà chúng còn nằm riêng ở các cái package khác nhau. Vì vậy package đóng vai trò quan trọng để lưu trữ các tập tin khi chúng ta thiết kế chương trình. Như vậy thì chúng ta đã kết thúc cái phần học về hướng đối tượng trong lập trình Java. Tôi xin được tổng kết một số ý chính như sau. Trong phần này các bạn nhớ một số ý chính. Thứ nhất là về class, thì chúng ta định nghĩa class như là một tập hợp các thuộc tính và các cái phương thức hay gọi là attribute và methods. Chúng ta phân biệt được object là một trường hợp đặc biệt của class. Cách tạo object là chúng ta khởi tạo một class và thiết lập giá trị cho class đó. Chúng ta cũng biết cách để mà khởi tạo một class, hủy đi một class bằng cách chúng ta sử dụng constructor và deconstructor. Rồi chúng ta biết được cách phân quyền truy cập bằng các thuộc tính của class modifier, field modifier, static modifier và methods modifier. Rồi chúng ta khái niệm về interface. Interface là tập hợp các cái phương thức mà không cài đặt. Implement là cái phương thức để mà thực thi trên các interface.